giúp cho quý vị khán giả xem đài học được, sử dụng được tiếng Anh nhanh chóng dễ dàng để học tập, để làm việc. HTV trân trọng giới thiệu chương trình dạy tiếng Anh giao tiếp. Chương trình được sự hợp tác của các trường quốc tế trong và ngoài nước và hoàn toàn do các giáo viên nước ngoài giảng dạy. Can you tell me how to get to Woods Hall, the ESL building? Sure. Walk across the bridge. The IT building will be on your right. The Career Center will be on your left. Walk past Car Health, past Waterfield Library, and when you get to the gate, turn left. Okay. Walk past Ordway Hall, and Woods Hall will be on your left. Thank you. You're welcome. Excuse me. Could you tell me where the bank is? Sure. There's one upstairs across from the supermarket. Okay. And do you know what time it opens? It should be open now. It opens at 8 a.m. Good. Do you know how often the buses leave for the city? You need to check at the transportation counter. It's right down the hall. Okay. Thanks. You're welcome. Oh, just one more thing. Do you know where the nearest bathroom is? Right behind you. Do you see that sign? Oh, okay. Thanks a lot. No problem. Bây giờ, kính mời quý vị khán giả họp với chương trình. Kính mời quý vị khán giả ghi lại bài học hôm nay. Excuse me, could you tell me where the bank is? Sure, there's one upstairs across from the supermarket. Okay, thanks. Do you know what time it opens? It should be open now. It opens at 8 a.m. Good. And do you know how often the buses leave for the city? You need to check at the transportation counter. It's right down the hall. Okay, thank you. You're welcome. Oh, and just one more thing. Do you know where the nearest restroom is? Right behind you. Do you see that sign? Oh, okay. Thanks a lot. No problem. Trong giao tiếp, trọng âm và ngữ điệu tiếng Anh rất cần thiết trong việc truyền tải thái độ và nội dung thông tin của người tham gia giao tiếp. Tuy nhiên, khi cá nhân sử dụng tiếng Anh thuộc về các nền văn hóa khác nhau, địa phương khác nhau, trọng âm và ngữ điệu tiếng Anh ngầm được chấp nhận có khuynh hướng khác biệt trong các cá nhân có trình độ tiếng Anh khác nhau. Kính mời quý vị khán giả nghe câu số 1. Excuse me, could you tell me where the bank is? Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ excuse, tell, where và từ bank. Kính mời quý vị nghe lại. Excuse me, could you please tell me where the bank is? Kính mời quý vị khán giả nghe câu số 2. Sure, there's one upstairs, across from the supermarket. Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ sure, one, upstairs, across, và từ supermarket. Kính mời quý vị nghe lại. Sure, there's one upstairs across from the supermarket. Kính mời quý vị khán giả nghe câu số 3. Okay, thanks.
Do you know what time it opens? Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ thanks, no và từ opens. Kính mời quý vị nghe lại. Okay, thanks. Do you know what time it opens? Kính mời quý vị khán giả nghe câu số 4. It should be open now. It opens at 8 a.m. Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ should, open, now, opens và từ 8 a.m. Kính mời quý vị nghe lại. It should be open now. It opens at 8 a.m. Kính mời quý vị khán giả nghe câu số 5. Good. And do you know how often the buses leave for the city? Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ good, no, often, buses, leave và từ city. Kính mời quý vị nghe lại. Good. And do you know how often the buses leave for the city? Kính mời quý vị khán giả nghe câu số 6. You need to check at the transportation counter. It's right down the hall. Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ need, check, transportation counter, right, down và từ hall. Kính mời quý vị nghe lại. You need to check at the transportation counter. It's right down the hall. Kính mời quý vị khán giả nghe câu số 7. Okay, thank you. Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ OK và từ Thank you. Kính mời quý vị nghe lại. OK, thank you. Kính mời quý vị khán giả nghe câu số 8. You're welcome. Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ You're welcome. Kính mời quý vị nghe lại. You're welcome. Kính mời quý vị khán giả nghe câu số 9. Oh, and just one more thing. Do you know where the nearest restroom is? Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ Oh, one, more, thing, no, where, và từ restroom. Kính mời quý vị nghe lại. Oh, and just one more thing. Do you know where the nearest restroom is? Kính mời quý vị khán giả nghe câu số 10. Right behind you. Do you see that sign? Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ right, behind, see và từ sign. Kính mời quý vị nghe lại. Right behind you. Do you see that sign? Kính mời quý vị khán giả nghe câu số 11. Oh, okay. Thanks a lot. Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ okay, thanks và từ lot. Kính mời quý vị nghe lại. Oh, okay, thanks a lot. Kính mời quý vị khán giả nghe câu số 12. No problem. Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ no problem. Kính mời quý vị nghe lại. No problem. Excuse me. Is there a cafe au lait near here? Yes, there's one across from the post office. How do I get there? You go down the street to the signal, then you turn right. Down the street, then to the right? Yes, it's just past the park. Just past the park. Thanks. And where's the Grand Hotel? It's right here, behind you. Oh. Excuse me, could you tell me where the bank is? Sure. There's one upstairs across from the supermarket. Okay. And do you know what time it opens? It should be open now. It opens at 8 a.m. Good. Do you know how often the buses leave for the city? You need to check at the transportation counter. It's right down the hall. Okay. Thanks. You're welcome. Oh, just one more thing. Do you know where the nearest bathroom is? Right behind you. Do you see that sign? Oh, okay. Thanks a lot. No problem. Muốn nói tiếng Anh lưu loát, quý vị cần có khả năng diễn đạt ý tưởng một cách dễ dàng.
Vì vậy, trước các tình huống giao tiếp, quý vị cần phải chuẩn bị được những ý cần nói, những thái độ, cần phải biểu cảm và những câu nói đã được tập nói nhiều lần trước đó. Trong phần luyện nói của bài học hôm nay, kính mời quý vị khán giả lưu ý tới tình huống giao tiếp bất đắc dĩ của bài học. Lấy bình thường, khi chúng ta đang tham gia sinh hoạt xã hội, chúng ta đang ở nơi công cộng, có một người ở nơi khác tới, họ cảm thấy xa lạ, không xác định được phương hướng. Họ nhờ mình chỉ giúp nơi họ muốn tới, và chúng ta nếu có thể sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Ví dụ, excuse me, could you please tell me where the bank is? Sure, there's one upstairs across from the supermarket. Tất nhiên, khi cần hỏi đường, hỏi nơi trống thì thường là sẽ được chỉ dẫn tận tình. Tuy nhiên, trong tình huống bài học, có thể mọi việc diễn ra nhanh quá, nên có thể người đối thoại sẽ không kịp nhận ra. Người hỏi đường có thể giống như một người từ hành tinh khác tới tâm trái đất, vì ngay cả giờ làm việc giao dịch hành chính hàng ngày, người này cũng không biết. Ví dụ, okay, thanks. Do you know what time it opens? It should be open now. It opens at 8 a.m. Hoặc người hỏi đường có thể là người từ các vùng xa, vùng sâu ít có dịch vào thành phố. Nhưng cách hỏi và nói chống hỏi thì thể hiện là một người thành phố, chỉ có thể là người ở thành phố khác tới. Điều có thể hiểu là người này chỉ tình cờ đi vào thành phố này thôi. Ví dụ, good. And do you know how often the buses leave for the city? Tốt. Và bạn có biết những chiếc xe buýt thường rời khỏi thành phố như thế nào không? You need to check at the transportation counter. It's right down the hall. Bạn cần phải kiểm tra tại quầy vé. Nó ở ngay phòng đợi. Dù sao, thì người hỏi đường cũng thể hiện được phong thái văn minh. Chỉ có điều, thay vì những câu hỏi, người hỏi đường có thể tập trung quan sát chung quanh, cũng có thể tìm ra những nơi cần thiết. Ví dụ, okay, thank you. You're welcome. Cũng có thể người hỏi đường là người thường có công việc di chuyển nhiều nơi, nên có kinh nghiệm. Có thể họ nghĩ rằng cách tốt nhất, ít tốn thời gian nhất để tìm kiếm một địa điểm là hỏi người dân bản xứ. Vì ở những thành phố khác nhau, đôi khi cũng có những cấu trúc tiện ích công cộng khác nhau. Ví dụ, oh, and just one more thing. Do you know where the nearest restroom is? Right behind you. Do you see that sign? Sau câu hỏi về nhà vệ sinh, thì người hỏi đường có vẻ là một người khá tùy tiện. Vì nhà vệ sinh ở sau lưng mà không biết, có vẻ như người hỏi đường này cùng cố gắng tìm kiếm những nơi cần tới, mà đã hết vào tới người đi đường. Người hỏi đường này nhất định không phải là một người lịch lãm. Ví dụ, oh, okay, thanks a lot. No problem. Kính thưa, trong một tình huống của bài học, thường chúng ta có thể sử dụng được nhiều giọng nói nhờ vào cách chúng ta suy diễn theo diễn biến của câu chuyện. Kính mong quý vị có thể sáng tạo ra được nhiều giọng nói hay để giúp quý vị có thể nhớ lâu và sử dụng rộng rãi bài học. Here's an example of the language being used in an everyday situation. Excuse me, could you tell me the way to the bus stop, please? Yeah, sure. Just go straight ahead, turn left, and it will be right in front of you. Thank you. Excuse me, could you tell me where the bank is? Sure, there's one upstairs across from the supermarket. Okay, thanks. Do you know what time it opens? It should be open now. It opens at 8 a.m. Good. And do you know how often the buses leave for the city? You need to check at the transportation counter. It's right down the hall. Okay, thank you. You're welcome. Oh, just one more thing. Do you know where the nearest restroom is? Right behind you. Do you see that sign? Thanks a lot. No problem. Kính mời quý vị khán giả lắng nghe du khách là những người sử dụng tiếng Anh của nhiều nền văn hóa khác nhau nói chuyện. Với nội dung bài học của chúng ta, sự khác biệt về trọng âm và ngữ điệu là điều không tránh khỏi. Vì vậy, kính mời quý vị khán giả chú ý nghe rõ từng từ trong câu. Excuse me, could you tell me where the bank is? Sure, there's one upstairs across from the supermarket. Okay, thanks.
Do you know what time it opens? It should be open by now. It opens at 8 a.m. Good. And do you know how often the buses leave for the city? You need to check the transportation counter. It's right down the hall. Okay, thank you. You're welcome. And just one more thing. Do you know where the nearest restroom is? Right behind you. You see that sign? Oh, okay. Thank you. No problem. Excuse me, could you tell me where the bank is? Sure, there's one upstairs across from the supermarket. Okay, thanks. Do you know what time it opens? It should be open now. It opens at 8 a.m. Good. And do you know how often the buses leave for the city? You need to check at the transportation counter. It's right down the hall. Okay, thank you. You're welcome. Oh, just one more thing. Do you know where the nearest restroom is? Right behind you. Do you see that sign? Thanks a lot. No problem. Excuse me. Could you please tell me where the bank is? Sure. There's one upstairs across from the supermarket. Okay, thanks. Do you know what time it opens? It should be open now. It opens at 8 a.m. Good. And do you know how often the buses leave for the city? You need to check at the transportation counter. It's right down the wall. Okay, thank you. You're welcome. Oh, and just one more thing. Do you know where the nearest restroom is? Right behind you. Do you see that sign? Oh, okay. Thanks a lot. No problem. Các nhà khoa học tâm lý đã phát hiện ngữ Pháp là ngôn ngữ của ngôn ngữ, nên ngữ Pháp cũng cần có đủ thời gian học, thực tập để nhận thức được và có thể sử dụng được. Bài học ngữ Pháp sẽ được dạy nhiều lần để giúp quý vị học ôn lại. Which luôn luôn đề cập đến sự vật. Ta có thể dùng which như chủ ngữ, hay thức từ của một mệnh đề quan hệ, hay làm thức từ của một giới từ. Ví dụ, the house in which I was born. Ngôi nhà nơi tôi chào đời. Không thể dùng which làm thức từ gián tiếp của một mệnh đề. That. That có thể chỉ người hay vật. Ta có thể dùng nó như một chủ ngữ, hay thức từ của một mệnh đề quan hệ, hay làm thức từ của một giới từ. Ví dụ, it was the first bed that she had ever slept in. Cho tới giờ, đó là chiếc giường đầu tiên mà cô đã được nằm ngủ. Không thể dùng that làm thức từ gián tiếp của một mệnh đề. Whose. Whose cho biết mối quan hệ hay phụ thuộc của một sự vật đối với người hay vật nào khác. Lưu ý rằng, whose không thể đứng riêng lẻ một mình mà phải có một danh từ kèm theo sau. Whose thường được gộp chung vào nhóm đại từ quan hệ, tuy thực tế nó là một từ hạn định chỉ sở hữu, possessive determiner. Ví dụ, there was a chap there whose name I've forgotten. Đằng kia có một gã mà tôi không nhớ tên gì. Excuse me, could you tell me where the bank is? Sure. There's one upstairs across from the supermarket. Okay. And do you know what time it opens? It should be open now. It opens at 8 a.m. Good. Do you know how often the buses leave for the city? You need to check at the transportation counter. It's right down the hall. Okay. Thanks. You're welcome. Oh, just one more thing. Do you know where the nearest bathroom is? Right behind you. Do you see that sign? Oh, okay. Thanks a lot. No problem. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình tiếng Anh giao tiếp của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đến đây là hết. Xin kính chúc quý vị một ngày tốt lành.